Okay, hello tất cả mọi người, mình là Chen và ngày hôm nay thì Chen sẽ giới thiệu với các bạn một cặp loa đến từ Pioneer DJ, đó chính là DM50D. Thì đây là một cặp loa monitor được cải tiến từ DM40 và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox để xem là ở bên trong của DM50D có gì mới và có những cái công nghệ gì đặc biệt được tích hợp trên đây. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Có in hình ảnh của cái sản phẩm thiết bị của chúng ta là cái loa DM50D. Khi mà chúng ta mở hộp ra thì ở bên trên sẽ có cuốn manual hướng dẫn sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cặp dây nối từ cái loa chính một cái loa phụ, một cặp dây phun sen ra 3.5 để kết nối lại điện thoại hoặc là máy tính dây nguồn của DM50 và cuối cùng là dây chính của chúng ta và DM50 và đây chính là dây chính của chúng ta và DM50D. Thì thiết kế của DM50D thì nó có thiết kế gần giống với lại DM40 nhưng mà nó có nhiều cái công nghệ, nhiều cái cải tiến hơn được update ở trên đây. Và điều đầu tiên mà Chen có thể giới thiệu đó chính là cái công nghệ Class D được tích hợp ở trên DM50D này, với bộ xử lý DSP lên đến 96 kHz và cho ra cái âm trầm tinh tế, cân bằng và lực lượng hơn. Ngoài ra thì một cải tiến mới được tích hợp ở trên đây đó chính là công nghệ bộ kết tán lòi decor được tích hợp ở trên DM50D, giúp cho những cái âm thanh ở tần số cao mình nghe nó sẽ trong trẻo hơn và tạo mang lại cảm giác không gian âm thanh 3 chiều 3D cho các bạn khi mà bạn nghe ở bất cứ cái vị trí nào ở trong phòng của mình. Tiếp theo là ở trên rãnh của cái họng hơi, ở trên cái họng hơi của loa DM50D này chúng ta có thể thấy được có những cái rãnh ở đây. Thì những cái rãnh này giúp làm giảm ma sát không khí và mang lại cho âm thanh của chúng ta một cái âm trầm, lực lượng và chặt chẽ hơn. Điểm khác biệt lớn nhất ở trên DM50 và DM40 đó chính là cái nút Switch Sound Mode ở đây. Thì nó sẽ cho chúng ta hai chế độ là DJ Mode và Production Mode. Thì khi mà các bạn muốn chơi nhạc ở chơi cùng với loa DM50D thì các bạn có thể để ở DJ Mode, và khi mà các bạn muốn sử dụng loa DM50D để làm nhạc thì các bạn có thể chuyển qua Production Mode. Thì cái bộ xử lý ở bên trong nó sẽ xử lý và mang đến tín hiệu âm thanh phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Giống như DM40 thì nút cân chỉnh volume và cái cổng kết nối headphone của loa DM50D được ở phía trước, tiện lợi để các bạn không phải với tay đằng sau khi các bạn muốn cân chỉnh volume. Thiết kế của loa DM50D có những cái đường cong rất là quyến rũ ở mặt trước của loa để làm tạo được độ cứng tối đa và tối thiểu cái độ cộng hưởng của âm thanh khi mà các bạn sử dụng loa DM50D để chơi nhạc hoặc là làm nhạc. Và về cổng kết nối thì ở trên DM40 chúng ta sẽ có hai cổng kết nối phun sen và cổng kết nối 3.5. Còn đối với DM50 thì DM50D thì chúng ta sẽ có thêm hai cổng kết nối 6 ly ở đằng sau để chúng ta có thể kết nối loa với lại sao cạc hoặc là tường mixer của mình.